và hai mã đóng cửa về giá sàn. Thì khối họ, khối ngoại họ vẫn bán dòng phiên thứ 19. Đấy, CTG này, họ bán CTG này, MSB này, VNM này, HBG này, VHM Mua dòng là BLX. Đấy, GVR. Thì khối ngoại họ vẫn rất mong chờ là thị trường của mình sẽ bị đạp xuống nhưng mà uh, tay to và nhà đầu tư Việt Nam múc lên. Tự doanh hôm nay thì mua dòng Tự doanh hôm nay mua là 238 tỷ Đấy. Mua khá mạnh Thì họ tập trung vào mua Techcombank này, BBbank VNM, HBG Bán ra là KBC Đấy. Thì thị trường chung của thế giới thì là tăng điểm Thị trường châu Á tăng điểm Khá mạnh Nikkei tăng 1,01 điểm sang hai tăng 0,51 Hang Seng là 1,28%. Kospi là tăng 0,61%. Đấy, thị trường châu Á thì rất là khởi sắc rồi. Còn thị trường Mỹ đang diễn ra thì Dow Jones thì tăng. Đấy, Nasdaq thì giảm, S&P 500 giảm. Thì nói chung là thị trường châu Á tăng, thị trường thế giới thì nhìn chung là phân hóa còn thị trường Mỹ đang diễn ra thì cũng không biết là kết phiên là sẽ tăng hay giảm nói chung là tình hình chung là tốt không có biến động gì quá lớn thì đi sâu vào phân tích mã các mã thì hôm nay rất nhiều bạn hỏi là mã ban tăng trần thì có nên bán không anh thì mã ba này thì mình nghĩ mọi người giữ được nhá ngày mai sẽ có giá tốt hơn để mọi người bán mã ba này thậm chí rất nhiều người còn mua mã ba này đấy. rất nhiều người mua vào hôm nay mã ba này các bạn yên tâm nhé, sẽ có giá tốt hơn Riêng mã ba này sẽ có giá tốt hơn để mọi người bán Rất nhiều bạn bảo là em đợi mã ba này rất lâu rồi Thì hôm nay nó tăng trần thì có nên bán luôn không anh Thì mình bảo mọi người giữ đi, ngày mai phiên, phiên ngày mai sẽ có giá tốt hơn để mọi người bán Đánh theo dòng tiền mà dòng tiền lớn họ đã vào rồi thì mọi người yên tâm đi không phải sợ đâu nhé Khi một cổ phiếu đã tích lũy rồi mà họ chạy thì hoàn toàn mọi người có thể giữ tiếp hoặc là ngày mai ít nhất là các bạn ăn được hai cây trần đúng không các bạn ăn được hai cây trần thì các bạn bán đấy là cũng gọi là hợp lý nếu mà không ăn được trần thì ít nhất là sẽ giá tốt hơn hôm nay riêng con ba này mình khẳng định luôn là như vậy tiếp theo là uh, ssi hôm qua mình khuyên mã này giữ này tăng 2,1% một ừ, vẫn rất là đẹp nhá giữ tiếp khả năng giữ tiếp thì kịch bản ngày mai ấy, thì nó sẽ có cái, mình thiên về hai cái kịch bản đó là tăng 5 điểm tăng tầm 5 đến 10 điểm hoặc giảm đến 5 đến 10 điểm thì kịch nói chung là 50 50 đấy cái kịch bản của thị trường thì không quan trọng bằng cái việc là mã của mình có tăng hay không đúng không thì con SSI này thì mình nghĩ là vẫn có thể giữ được tiếp bởi vì dòng tiền lớn nó chưa ra tăng điểm cũng rất là tốt bởi vì con này theo thị trường mà thì khi thị trường vượt qua ngưỡng 1.200 điểm thì sẽ là tâm lý của nhà đầu tư sẽ tốt hơn Tỷ lệ margin thấp Thì khả năng sẽ đánh lên Dòng tiền lớn nó vào rồi Thì bây giờ thì Những cái mã ngành chứng khoán này Con SSI này mà vượt sóng 4 Thì khả năng nó tăng rất là mạnh Thì mong rằng là khi vượt qua 1200 Thì thị trường sẽ đánh lên Thì mai, ngày mai khả năng là đầu phiên Thì có thể là nó sẽ đánh xuống Nhưng mà Thị trường nó sẽ đánh Thị trường chung Nó sẽ có thể đánh xuống một chút Xong rồi lại hồi lên Đấy, thì mình nghĩ sẽ có thể là Thiên về cái kịch bản Gọi là tăng 5 điểm hơn đấy, Còn kịch bản Nói chung là kịch bản tăng 5 điểm và giảm 5 điểm Thì nó 50-50 Quan trọng là cái mã của mình giữ có tăng không Đúng không thì Con SSI này thì Hôm qua mình có khuyên là mọi người giữ Thì hôm nay sẽ có giá tốt hơn để bán Thì đấy các bạn bán cũng được mà giữ cũng được Thì con này nó chạm cái ngưỡng MA20 Nó cắm xuống thì nó cũng không đẹp lắm Nhưng mà Tùy mọi người nhau con này sẽ giữ được nhưng mà khả, khả, năng ngày mai ấy, thì nó nếu mà nó bị bán chốt lời thì nó cũng không giảm nhiều đâu khả năng nó sẽ đi ngang thôi nhá thì nếu mà thị trường vẫn có đi lên tiếp thì con này sẽ giữ được con này giữ được và con này còn đi lên nhá mọi người nhá con này đánh chung và dài hạn được đấy à chung và ngắn hạn được nghĩa là đợi hết cái sóng này thì bán thì được nhưng mà chưa đến lúc mọi người phải bán đâu Techcombank Techcombank thì đấy hôm qua cái con banh này ngày nào mình cũng khuyên mọi người là giữ đi giữ đi đúng không bởi vì là cái cấu hình của nó rất là tốt đúng không dòng tiền hôm nay vào cũng tốt nhưng mà nó cũng không không đẹp lắm thì con này khả năng ngày mai là nó sẽ theo dạng gọi là đi ngang hoặc là giảm khoảng tầm chút điểm đấy, đi ngang hoặc giảm chút điểm thiên về cái 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 chiều hướng đấy nhiều hơn đúng không nó sẽ cũng khoảng đi ngang hoặc tăng giảm nhẹ đấy, kiểu như vậy nó khó có thể giảm sâu Hoặc là uh, Tăng mạnh uh, Tăng mạnh được Còn Techcombank công này nhá Thì con này thì Tùy mọi người thôi con, con này thì rất nhiều Bạn hôm nay đã chốt lời rồi Rất nhiều bạn Chốt lời rồi Đấy. Con này thì mình Chỉ là Khuyên rất nhiều các bạn là Những cái phiên trước là uh, Các bạn cứ hỏi Có giữ không Đúng không Thì mình cứ bảo Con này giữ đi Ok Vẫn còn đang đẹp Thì hôm nay tăng rất là mạnh rồi Vượt Các cái sóng ở trên này rồi Vượt Thì mọi người giữ cũng được đúng không? Giữ cũng được. cái cả ngày mai nó đi ngang hay gì. Nói gì thì đây vẫn là một cái sóng năm lớn đúng không? Sóng năm nó sẽ đánh lên. Còn vấn đề là dòng tiền có ra hay không thì mình để xem người ta có upo hay không đúng không? Thì sẽ còn phân tiếp, phân tích tiếp trong những cái phiên về sau. Đúng không? Dòng tiền lớn vào rồi thì thường họ sẽ đánh lên tiếp chứ không thể nào mà họ vào tiền rồi lại đánh xuống thì họ chết à đúng không? Thì con Techcombank này giữ cũng được mà bán được nhá. Giữ thì cũng ok. Bởi vì mình đã khuyên mọi, mọi người là giữ ở những cái phiên trước này rất là nhiều lần rồi Thì hôm nay được thành quả thì rất nhiều người bán và nhiều bạn cũng lì xì mình rồi Thì con này thì tùy mọi người thôi Con này thì phải xem ngày mai nhưng mà thiên về cái tỷ lệ gọi là sẽ đi ngang nhiều hơn Tăng giảm nhẹ đấy FBT FBT ừ, Nên rút chân Đẹp Cũng đẹp vẫn giữ được nhá con này dòng siêu cổ phiếu mà thì con này thì để mà sóng năm lớn thì khả năng nó vẫn còn tăng tiếp đúng không con này ok nhá fpt ok đấy thì cứ giữ được con này cứ giữ được còn mua vào thôi nhá con này mua vào thì mình cũng không biết là nó sẽ đi ngang hay nó đi về phía này nữa nhưng mà nói chung là con này thì mua thì không đẹp lắm bởi vì nó cũng tăng mạnh rồi mua thì không đẹp lắm bởi vì không biết sóng năm này có thể nhá các bạn nhá Lên 1200 rồi Nó sẽ lên tầm 1220, 1250 Nhưng mà sẽ không biết là Nó sẽ úp bô đến bao giờ Hoặc là nó đi ngang khoảng mỗi ngày tăng tầm 5 điểm Tăng tầm 3 phiên Thì bắt đầu là Các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ vào rồi ấy, Thì bắt đầu là các tay to nó gom đủ hàng rồi. Đánh lên cao rồi bắt đầu nó úp Cũng có thể trường hợp như vậy Nhưng mà uh, Con này thì giữ được nhá FPT thì giữ được FPT vẫn còn đẹp đấy, con này khỏe mà Dòng tiền hôm nay cũng rút ra khá nhiều thì cũng hơi tương đối căng nhỉ? Nhưng mà nói chung con giữ được, giữ được nhé, con này giữ được đấy MWG có quả nến rút chân đỉnh đấy nhỉ Vẫn giữ được nhá Con này có lúc giảm đến xuống là 125 000 Xong rồi nó rút cho lên Tăng cuối phiên là tăng 0,6% Quá đẹp đúng không? Con này giữ tiếp vkg giữ tiếp nhá Rất là đẹp đấy, còn khỏe đấy vkg giữ tiếp nhá uh, HD Bank Đây mình đang nói những cái con mà hôm qua mình bảo mọi người giữ đúng không? Vẫn ok nha dù với cái lượng thanh khoản khá lớn vẫn giữ được nha con này cả phiên đỏ cuối phiên à, có lúc xanh nhưng mà về cuối phiên thì đỏ nhưng mà phiên ATC thì lại hồi về tham chiếu giảm dạ, mạnh nhất là 27 đúng không 27 Cao nhất là 27 80 Thì um, con này giữ được nhá HD Bank giữ được này Thấy chưa Techcombank Những cái mã nào hôm qua khuyên giữ nhỉ Những cái mã mà lướt lướt sóng Thì hôm qua mình mọi, mình phân tích là mọi người giữ đúng không VGI đi VGI tăng 1,6% Ok Giữ tiếp nhá VGI vẫn giữ được Tuy lời lời rồi nhưng mà vẫn giữ được nhá, VGI giữ được. Ừ. Ờ, OCB tăng 0,4%. Ừ. Con này bắt đầu xấu rồi. Thì con này thì mình bảo mọi người đánh T3 thì hôm nay win rồi thì mọi người hoàn toàn có thể bán nhá. Thì ngày mai thì mọi người có thể canh bán. Con này bắt đầu xấu rồi. Thì con OCB này mọi người canh để bán nhá. OCB nó bắt đầu xấu rồi đấy. VGI thì cứ dư tiếp, OCB thì xấu, AA này, AA, ừ, AA bắt đầu xấu rồi, tăng 0,6%, bắt đầu xấu nhá. Con này thì mọi người cũng canh bán đi, con AA này, canh bán đi nhá. Cũng lời rồi mà, đúng không? Mình khuyên mọi người đánh T3 là cũng lời rồi. Hôm nay nhiều bạn lên cái lúc mà lên uh, 17, uh, 17, 10 thì cũng nhiều bạn bán, nhá. Con AA này, này mọi người canh bán đi nhá Bắt đầu xấu rồi đấy Mà con nào nữa nhỉ Con uh, CTG CTG khuyên hôm qua giữ đúng không Hôm nay tăng 2,4% ừ. Con này cũng ừ, Con này rú mạnh đấy Con này thì mọi người cũng canh chốt đi nhá CTG này mình thấy nó không đẹp lắm Không đẹp lắm đâu nhá còn tùy mọi người con này thì hôm qua mình khuyên giữ rồi hôm nay khuyên hôm qua khuyên giữ bảo hôm nay chọn nhiều bạn hỏi là có nên giữ để mà bán bán hôm qua không đúng không thì mình bảo là giữ đi hôm nay sẽ có giá tốt hơn để mọi người bán thì hôm nay có lúc nó lên 41 45 đấy nhỉ thì... bốn yeah. 41 45 lên mạnh như thế cơ mà thì rất là nhiều người bán bán rồi bởi vì nó hôm qua mọi người là khuyên có nên giữ không để hôm nay bán mà thì con này rất là ok thì các bạn phải hiểu là khi lên 1.200 rồi ấy, Thì dòng banh hôm nay tăng rất là mạnh rồi Thì nếu mà sẽ duy trì thêm Để mà tăng lên trên 1.200 nữa Thì sẽ là các dòng khác Dòng bất động sản xây dựng chẳng hạn Đấy, hoặc dòng B Thì dòng ngân hàng sẽ đổi vai Thành cái dòng gọi là giữ thị trường thôi Nghĩa là gọi là tăng giảm nhẹ Đấy, kiểu là như vậy Sẽ có những mã tăng tầm phần trăm Nhưng mà nó sẽ không tăng mạnh như hôm nay nữa thì nó sẽ tầm tăng có những mã nó sẽ tăng mạnh nhưng mà có những đa phần dòng banh sẽ là không tăng mạnh được như hôm nay sẽ là tầm đi ngang hoặc là tầm xanh nhẹ tầm không phải mấy một thì con ctg này thì mọi người bảo giữ hôm, hôm, qua có giữ không thì mình bảo giữ thì hôm nay có giá đẹp thì mọi người bán đúng không bốn mốt năm rất là ok thì hôm nay là mình bảo mọi người là bán ở bốn mốt bốn mươi đấy con ctg thế là ok rồi nhá giữ đến bây giờ là quá ok rồi bạn nào bán bán đi bán giữ thì giữ giữ đến bây giờ thì ngày mai thì tùy mọi người con này thì mình khuyên hôm qua rồi TB Bank TB Bank tăng một phần trăm con này con này giữ được con này con này giữ được nhá con này giữ được con này vẫn có giá tốt hơn để mọi người bán đấy con này ok nhá TB Bank vẫn có thể giữ được nhá VD tăng mạnh nhá BID tăng mạnh ừ, BID tiếp tục giữ nhá Nó có cái kháng cự trên này khá lớn này Nhưng mà mình nghĩ là sẽ sẽ còn có giá đẹp hơn đấy Bởi vì dòng tiền vào con BID rất là mạnh hôm nay Hơn phải hơn 5 triệu cổ phiếu ừ. Ok nhá Con BID này khả năng vẫn vẫn có giá tốt hơn đấy Giữ được nhá Con BID này giữ được nhá Con BID, giữ được, nha. Con BID giữ được đấy HBG đi HBG Tăng nhẹ Vẫn giữ được nhá Dòng tiền lớn nó chưa ra giữ được ừ, HBG giữ được nhá Hết chưa nhỉ À mấy cái con uh, bầu đi Bầu Đây Con cổ phiếu đáng chờ đợi mọi người này Con này đang Nó đang rũ này Rũ này tích lũy này Rất là đẹp cái lượng rũ với cái thanh khoản nhỏ như này cực kỳ đẹp luôn như là độ trên này gần như là rũ hết ra ở những cái cây này rồi này tăng hai cây trần là rũ rũ này rũ hết rồi test cùng đấy test cùng rũ đẹp nhá con này con này là một trong những con mà có thể tiềm lực là tăng rất là mạnh luôn đấy trong trong thời gian tới nhá con bầu này con bầu này tiềm khả năng là tăng rất là mạnh mọi người thì mua cái giá hôm trước là cái uh, 13 15 là rất là đẹp rồi, đúng không? Giữ đến bây giờ lang lãi rồi. Thì thì mọi người tiếp tục giữ nhá, con này ok đấy. Con này khả năng tăng, con này bứt rất là mạnh đấy. khả năng thời gian tới bứt mạnh. TCH nhá. Con bầu rất là ngon luôn. Rất là đẹp. Đẹp hơn đẹp hơn rất nhiều con TCH này. Con TCH này thì nó bị vướng cái ngưỡng kháng cự này. Nó cũng cấu hình rất là đẹp Con này cấu hình giống như con uh, Con uh, BID ấy. Đấy con này thì khả năng là uh, Cũng tăng Nhưng mà sẽ không có thể nào mà tăng mạnh Bằng được con bầu trong, trong thời gian tới Thì nó cũng là dòng xây dựng mà Cũng không thể nói trước được Dòng lái của con này thì nó cũng khá mạnh Ngày xưa thì nó cũng lên cái mốc Đây 40 thì Dòng lái của con này cũng mạnh khi Một khi họ đánh lên thì cũng khủng khiếp đấy Cái đội này thì hôm nay nó nó test cung ở cái ngưỡng ngưỡng test cung ít đúng không? Đấy, thanh khoản thấp thấp hơn hai cây trước rất là đẹp thì con này khả năng giữ được và có nó còn đánh lên đấy nha con TCH này thì dòng VN30 thì dòng banh hôm nay đang tăng rất là mạnh rồi thì khả năng nếu mà thị trường mà đánh còn đánh lên trên nữa thì những cái dòng như kiểu con bầu Con TCH này thì nó sẽ là những cái dòng rất là rắc thị trường thôi bầu là TCH HBG chẳng hạn đấy thì đấy là những cái dòng mà nó sẽ đánh thị trường lên Còn dòng ngân hàng thì sẽ có những mã như kiểu mã BID khả năng nó vẫn còn tăng tiếp Còn những cái mã BID này, TB Bank khả năng vẫn còn tăng tiếp Còn những cái mã kia, những mã như kiểu Techcombank hay là M... à, à, Những cái dòng đấy, VB Bank các thứ là nó, khả năng nó sẽ kìm chân nó sẽ đi ngang đấy, Kiểu như vậy, kiểu tăng tầm cao thì là một không thì chỉ gọi là giữ ở cái ngưỡng đỏ hoặc là xanh xanh đấy thị trường đi lên sẽ kiểu phân hóa 5 điểm mà 5 điểm thì kiểu gì nó sẽ phân hóa có mã đỏ có mã xanh đúng không khó mà tăng mạnh được những cái phiên như hôm nay rất khó mà cũng thị trường chả nói trước điều gì quan trọng là thị trường tăng hay giảm không quan trọng bằng cái việc là cái mã của mình giữ có quan trọng à, có tăng hay không đúng không Đấy quan trọng nhất là những điều đấy thì hôm qua mình có giới thiệu cho mấy bạn cái mã những mã du lịch đúng không du lịch à. du lịch vtd à. vtd vtd ừ, hôm nay tăng một ba phần trăm vẫn ok nhá thì những dòng du lịch này thì mình khuyến nghị mọi người là đánh dài hạn hoặc là bạn nào mà thích đánh lướt sóng thì cũng được đấy hôm nay tăng một ba phần trăm rồi nhá mai biết đâu lại tăng tiếp đúng không lên vẫn rất là đẹp hôm nay nó rũ nhưng mà rũ với khối lượng không lớn Thì khả năng vẫn còn tăng tiếp đấy Nhà, hôm nay tăng 1,3 phần trăm cơ mà có lúc hôm nay tăng lên 16 10 rất ok nhá tiếp tục giữ nhá mà không giữ thì cũng đã về T3 đâu khuyên từ hôm qua mua uh, VTD VTD vtr, vtr. Ừ, vtr tăng 0.3% tiếp tục giữ nhá. Nhưng mà cấu hình của nó, nó 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 bắt đầu là xấu rồi. Cấu hình của nó xấu rồi nhưng mà nó là dòng du lịch thì mọi người có thể giữ thêm nhá, xem T3 thế nào. Thì tiếp tục giữ hay là bán. Còn uh, VTD thì rất đẹp nhưng con VTR này thì tuy là tăng nhưng mà cái cấu hình của nó không đẹp lắm, đúng không? Nếu mà giữ thì mọi người để ý nhá Có gì thì mọi người cứ hỏi con này nhá Tiếp theo là Hôm qua là có nói Nói mấy con của anh Vũ đi DG DG Tăng 2,2% Hôm nay anh cũng mở mày mở mặt Với cả các bạn trong nhóm DG Tăng 2,2% Cấu hình ok Tiếp tục giữ nhá giữ được, con này giữ được nhá. JG này. Con um, LC ừ, lại trần tiếp. Ai mà nghe anh Vũ con này thì win khá mạnh luôn đấy. Nhá. Win khá mạnh luôn đấy. Con LC này. Cái hôm anh Vũ khuyên là con này ở cái mức giá là 12 20 đúng không? Khuyên mọi người mua ở cái giá 12 20. Thì bây giờ đã là 14 10 rồi. Đấy, tăng mạnh quá nha Hơn chục phần trăm rồi. Ok nhá, con LC rất là ok. TLD. TLD giảm 1,5% TLD là 1,5% Con này chưa xấu lắm đâu nhá Con này chưa xấu lắm đâu Nó chạm ngưỡng ma A50 và MA100 này, rút chân lên. Này. Có thể đợi được thêm nhá, có thể đợi được thêm. Khả năng có thể đợi được thêm, thêm nhá. Con này cũng có thể tăng mạnh trong thời gian tới đấy mọi người. Nó rũ mấy khối khối lượng lớn này cơ mà. Khả năng sẽ có đánh lên đấy. Con này giữ được đấy nhá. Mọi người tin tưởng vào anh Vũ một chút nhá. Giữ thêm một hai phiên nữa xem nào, nếu mà không nó mà còn nó mà giảm qua cái ngưỡng này chỉ còn tầm nó giảm tầm hai phần trăm thì mọi người cắt lỗ nhá nhá mọi người nếu mà nghe anh vũ thì giảm tầm hai phần trăm nữa là cắt lỗ ok chưa ok nhá thì con này thì anh đấy khuyên là lướt sóng thôi mà nhá lướt sóng 10% phần trăm thôi ừ. các bạn hỏi là có giữ con br bsr không bsr 1,2% phần trăm tiếp tục giữ nha, con này đẹp, tiếp tục giữ được, ok nha, con này tiếp tục giữ đẹp đấy, ok nha, đồng tiền chưa ra thì mọi người cứ giữ thoải mái đi, à, còn mã nào, MSB, MSB, ừ. ngân hàng, tăng tiếp nha con này là hôm hôm qua à hôm hôm kia mình khuyên mọi người mua mua con này trong nhóm thì quả tăng rất tốt tăng mấy phiên rất là tốt ok t3 tỷ lệ win cao đấy nhá ok nhá dòng tiền vào đến đẹp giữ tiếp nhá msb đẹp đấy msb đẹp, msb đẹp đấy nhá dri dri đi ừ, tiếp tục giữ vẫn ok ở dừng ở giá tham chiếu ok nhá đi tiếp tục giữ nhá kỳ vọng nhất là con bầu ấy con bầu là khả năng tỷ lệ đánh lên mạnh đấy mọi người có thể giữ để mà um, có thể sẽ lời đấy nhá con bầu là rất là ok đấy à hôm qua nói về SHB nhỉ SHB bảo mọi người giữ nhỉ ui rồi SHB tăng mạnh nhỉ tăng 3,2% phần trăm một vô một cây rất lớn 62 triệu cổ phiếu, hơn 62 triệu cổ phiếu. Ừ. Nó đánh lên trên này xong rồi có lúc là tăng lên. Có lúc là tăng lên 20 10 đúng không? Còn vượt quả qua cái ngưỡng trên này luôn. Thì cái độ trên này khả năng là họ không hết kiên nhẫn với con SHB này rồi. Thì họ bán. Thì con này ok nhá, con này con này giữ được tiếp. Con này giữ được tiếp nhá bởi vì nó họ du hết cái đội trên này rồi khả năng nó vẫn còn tăng tiếp khả năng vẫn còn tăng tiếp dòng tiền lớn như này mà họ du hết trên này rồi thì khả năng nó vẫn còn tăng tiếp B này khỏe đấy nhá còn này khỏe đấy vẫn tăng 3,2 phần trăm mà con này khỏe SHB ok nhá mình nghĩ giữ được đấy hôm qua mình khuyên với mọi người giữ hôm kia cũng khuyên giữ thì đến bây giờ cũng lời khá nhiều rồi mà tiếp tục giữ nhỉ SHB ok đấy SHB ok nhá khỏe đấy Hôm nay cái độ trên này mà vẫn còn tăng 3,2% thì rất là khỏe. Ừ. Kết phiên là 19,50. Trên này cao nhất là 19,80. Đấy, có lúc là lên 20-10 là bắt đầu là bị cái độ trên này nó bán đi, bắt đầu là xuống. Còn là 19 50 vẫn ok nhá Con này dòng tiền khỏe đấy. Tiếp tục giữ nhá SAB ok đấy. Hết chưa? flc flc thì không bán nữa nhưng mà flc hôm qua thì mình bảo mọi người là sàn thì đừng có bán đúng không trên tiktok đấy sàn thì đừng có bán thì thôi hôm nay thì có thành quả rồi đấy thì khả năng tân thủ tướng sẽ là à, người đấy thì khả năng là sẽ lên nhá khả năng sẽ 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 còn lên đấy hôm nay thì cái lượng người bán ra không nhiều ừ. rũ đẹp khi LVC thì vẫn giữ được có, có khi vẫn giữ được nhưng mà thôi con này không bàn bởi vì con này mình lướt bọn mình mình trong nhóm mình lướt sóng rồi nghĩa là bán hôm qua về giá xanh rồi bán hôm qua giá xanh trên này này 7,79 đấy cái tầm đấy là bán giá xanh ở trên đấy còn uh, hôm nay thì kệ nó nó tăng thì kệ nó bởi vì mình bán rồi thì không nói nhiều lời gần ba phần trăm rồi thì quan trọng cũng đếch gì cái mã này thì cũng chỉ lướt thôi đánh dài hạn thì nó khó ai chả rất là nhiều người mong đợi nó về mệnh 10 nhưng mà vấn đề là nó về cũng khó vấn đề là dòng tiền nó phải đánh lên cơ đúng không ví dụ hôm nay cái dòng ví dụ cái hôm nay cái mức thanh khoản của nó cao hơn mức thanh khoản hôm qua thì có thể nó vẫn còn đánh lên được tiếp nhưng mà thanh khoản của nó không nhiều thì tuy là 22 triệu nhưng mà nó không không nhiều hôm qua 51 triệu cơ. thì thì tỷ lệ đánh lên thì cũng không nói trước rồi con con này nó khó 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 bàn thì tăng 4,20 cũng ok thì mọi người giữ tiếp thì cứ giữ còn con này thì nhóm mình thì bỏ rồi bán hôm qua rồi bán xanh rồi rồi hơn 30 phần à, trăm gần 30 phần à, trăm Ok nha con fit nhỉ fit thì rất nhiều bạn hôm nay hỏi là có nên giữ hay nên mua con fit hay không thì mình bảo là thôi con này không không mua bởi vì cái độ trên này nó vướng nhiều quá Nó hôm qua rồi đúng không độ trên này nó vướng nhiều quá Nói chuyện hôm qua rồi Đấy thì con này thôi nhá Thì đấy bây giờ nói về vấn đề <laughs> gọi là 1.200 điểm đúng không 1.200 điểm Hôm nay có một anh tâm sự Anh bảo là Anh đi học một khóa chứng khoán Mà không hiểu học ở đâu Anh nói Anh bảo là anh học một khóa 120 triệu một tháng À 120 triệu một khóa Mà mà mỗi khóa học của anh đấy là Có từ 25 đến 30 người học Tôi không hiểu là Anh đấy có nói điều hay là gì không Nhưng mà anh bảo là Anh anh đấy anh đi xí tôi 5 triệu Thì anh có nói chuyện một lúc Thì anh bảo là Anh học một khóa là 120 triệu Mà học xong Thì toàn là kiến thức trong sách và kiến thức sáo rỗng học xong thì thầy giáo đấy hoặc là ông dạy đấy thì ông cũng lập ra một cái nhóm một cái zoom đó, để khuyến nghị mua bán ừ, gọi là trong trao đổi nhưng mà anh thì anh bảo là ông đấy thì lại cái ông thầy thì lại không tham gia thị trường chứng khoán ông ấy chỉ dạy thôi 120 triệu một khóa học dạy phân tích căn bản phân tích kỹ thuật phân tích tổng quan các thứ đấy kêu là học xong là chiến đấu được với thị trường nhưng mà lại trong nhóm thì lại từ tết đến giờ khuyên mọi người không vào nên là trước tết thì bảo mọi người bán đi để lấy tiền ăn tết thì sau tết thì tăng mạnh thì bảo là mọi người không vào nó sẽ điều chỉnh xuống một nghìn không là một nghìn đấy thì là khuyên mọi người là không không nên vào cái đợt tết thì đến tận bây giờ nó vẫn chưa dám vào chưa vào một nghìn nào Thế là anh ấy anh đợi sơ ruột quá thì anh cũng vào một vài mã với số tiền nhỏ. 120 triệu một người. Thật khủng, nói chung là rất là khủng khiếp đúng không nhỉ? Yeah. Một khóa 30 người là bao nhiêu? 3 tỷ 6. Không biết là lùa gà hay gì nhưng mà tôi cái đấy thì tôi không biết là có đúng hay không. 30 người đúng mà 30 người là học viên thật thì cái con số mà họ kiếm tiền nó khóa khủng khiếp sao họ có thể kiếm tiền dễ được như vậy nhỉ? 3 tỷ một khóa. 3 tỷ 6 một khóa. tiền một năm thì bao nhiêu khóa? Thế thì cần gì phải đầu tư chứng khoán? Đúng không? Không lúc đấy thì thật sự là nó không cần đầu tư chứng khoán nữa rồi mà mà dạy xong ra mà đến để cho người ta đợi từ trước Tết đến tận bây giờ người ta không đầu tư. Thì bây giờ vượt 1.200 rồi thì nó vẫn còn vượt tiếp Thì định bao giờ ông cho người ta đầu tư ừ. ông thầy kiểu đấy thì chết Người ta Tôi biết rất là nhiều người Rất là nhiều người Người ta phân tích căn bản, phân tích kỹ thuật Rất là tốt như là nhưng, mà, nhưng mà tốt theo kiểu gọi là trong sách thôi Nào thì vai đồ vai Nào thì cốc tay cầm Rồi đủ các thể loại trên đời Rồi là vai đồ vai ngược Rồi đấy như kiểu đây nhá en index đúng không đấy người ta cũng kêu là vai đồ vai đây vai đồ vai đây vai đồ vai sẽ người ta sẽ đi xuống này đi xuống người ta tính là đi xuống như này này thế cuối cùng là đi lên thì các ông vai đồ vai kiểu gì Thế bây giờ lên vượt 1.200 rồi Bây giờ là các ông vẫn không cho người ta đầu tư đúng không? Bây giờ vượt 1200 thì các ông cấm thì người ta thì còn uh, nghe thì còn chấp nhận được bởi vì vượt 1200 thì nghe còn căng, đúng không? Kéo bây giờ các ông mà khuyên người ta bảo ờ uh, vượt mình 200 vượt cái ngưỡng kháng cự tâm lý rồi thì bắt đầu vào thì có khi kéo con chết. Đúng không? bao giờ uh, bởi vì là đội tại lập bây giờ họ đánh từ mấy cây trước là họ cướp hàng lên rồi họ cướp hàng lên thì bây giờ lên tầm 1260 chẳng hạn, 1280 chẳng hạn bắt đầu nó úp. Thì còn vậy là chết những cái người vừa vào, vào sau không? Tôi hỏi các ông là như vậy. Bởi các ông làm ăn như thế thì rất là dã man. Trước Tết thì bảo là người ta bán đi ăn Tết. Bán đi bởi vì là các ông phân tích dòng tiền là dòng tiền sẽ bán đi để lấy tiền ăn Tết mà. Bán trước Tết thì sau Tết nó tăng mạnh vài cây trần đây và các bạn nhìn này trước Tết này đây sau Tết phát này đây là cái cây này đây cây 8 tháng 2 cái cây 8 tháng 2 tôi khuyên mọi người vào bắt đáy đấy thì nhưng người ta thì người ta lại bảo là cây này là cái cây mà phải xả đi xả nó họ họ, nghĩ là mùng, 10, mùng, mùng 8 tháng 2 nó đi xuống đây này đấy nó đi xuống 1950 đấy đi xuống cái 950 nhưng mà sau khi cái phiên này thì sau Tết phát tăng vài cây rất là mạnh luôn Đây. Tăng rất là mạnh Và nó tăng đến tận bây giờ Và bây giờ nó vượt 1.200 rồi Thì nghĩa là người ta đi học Xong cuối cùng là người ta không nhận được một cái gì Và người ta để tiền Người ta không đầu tư được một cái gì Người ta mất 120 triệu Đến tận bây giờ thậm chí là anh ấy bảo là hôm qua những ông thầy đấy vẫn khuyên là mọi người là không được đầu tư vào hôm kia, hôm kia nói chung là từ tết đến giờ là người ta ông đấy là ông khuya không khuyên nhà độ, mọi người là đầu tư giữ và ông đấy ông thầy đấy nói rằng là thị trường sẽ đâm xuống tầm 950 và tầm một nghìn thì là kiểu gì dạy thế thì chết nói thật là dạy thế thì chết bởi vì là mình rất là nh... mình biết những cái thầy mà người ta kiếm được quá nhiều tiền rồi người ta không không đầu tư chứng khoán nói thẳng là hoặc là người ta đầu tư theo kiểu giá trị người ta sẽ để tiền vào một con nào đấy ví dụ con uh, Techcombank chẳng hạn đấy người ta để tiền vào con Techcombank từ giá từ 20 thì người ta cứ để, để để đến, đến bây giờ người ta để vài năm đấy xong rồi là người ta đem cái lợi nhuận của cái con Techcombank hay là con FPT hay là con HSG đấy Họ kiếm được một con lợi nhuận cao và họ khoe mẽ với những học viên là họ đầu tư giỏi và tài ba đúng không? Nhưng mà họ làm như thế thì họ họ khiến cho người ta từ trước Tết đến bây giờ là trước Tết thì bán và đến bây giờ thì vẫn chưa dám đầu tư. Thì dạy không hiểu là kiểu gì. Đối với tôi ấy, thì là theo tôi cũng đầu tư dài hạn nhưng mà đa phần là trung hạn và lướt sóng thì tôi đầu tư theo giá trị dòng tiền theo cung cầu và theo phân tích kỹ thuật phân tích tổng quan Đấy thì lãi suất giảm tôi vẫn nghĩ là một sóng tăng lớn hoặc là nó sẽ giảm một phát xong rồi lại tăng tiếp đấy giảm tầm xuống tầm 1100 chẳng hạn thì sẽ tăng lên là 1260 xong rồi giảm xuống 1100 xong rồi lại tăng lên tiếp 1300 1400 Đấy là kiểu đấy trong năm nay 2021 Kịch bản nó sẽ hao hao kiểu vậy Tôi nghĩ là như vậy Nói chung là thị trường lên hay thị trường xuống Vẫn có những mã có thể mọi người có thể đầu tư được Đúng không? Chứ không phải là các ông kêu là mọi người không nên đầu tư doanh này Các ông khuyên từ thì giờ Không có một mã nào các ông khuyên cho người ta hẳn hoi từ thế mà Để người ta đầu tư Thì những thầy thì kể cả phân như thế thì Kể cả phân tích kỹ thuật phân tích cao căn bản báo cáo tôi chính giỏi đến đâu thì tôi thật sự là tôi thấy những cái người đấy thật ra không đem lại được giá trị gì cho học viên nói thật luôn khi hôm nay anh đấy anh tâm sự tôi thật sự là rất là bức xúc thật anh ấy ly si, anh làm quen bởi vì là anh anh cũng xem vài video của mình trên youtube thì anh thấy kiểu mình phân tích cũng ok tỷ lệ win cũng khá cao Phải phân tích dòng tiền các thứ và phân tích những mã đấy các bảo anh anh bảo là anh chả thấy ai phân tích như mày cả phân tích cả FLC và fit đúng không và bầu đấy những con bầu này chẳng hạn thì đôi khi thì mọi người cũng phải là mạo hiểm một chút thì mình có thành quả như cái đợt con bầu này tích lũy này tích lũy xong rồi ấy thì mình bảo mọi người bắt đi đúng không thì ăn hai cây xe trần chẳng là lãi mười mấy phần trăm đúng không thì người ta bỏ ra tầm 120 triệu một khóa học đầu tư chứng khoán mà không đem lại được một cái gì mà kêu là học xong là thực chiến thì không hiểu là thế nào không cho người ta đầu tư và cũng không có ví dụ gì cả cũng không là bảo là một người ta mua mã này ok đấy mã này đang rất là đẹp dòng tiền vào chẳng hạn đấy cũng không không như là không khuyến nghị người ta đầu tư luôn trong dạng này cơ như là ông thầy đấy kiểu là quá thiên về cái thị trường chung sợ thị trường chung sẽ giảm thì tất cả các cổ, cổ phiếu giảm các bạn để ý nhé chả bao giờ có chuyện là kể cả thị trường chung nó giảm mà tất cả đều giảm cả. kiểu gì cũng phải có một vài mã xanh hoặc là một vài mã tím kể cả thị trường chung giảm mạnh kể cả những cái phiên mà giảm như kiểu là 70 điểm như đợt trước hình như là vẫn có một vài mã xanh mà đúng không một vài mã vẫn xanh thì không hiểu là dạy kiểu gì 120 triệu khủng khiếp không? không? biết là điều hay thật nhưng mà 120 triệu một khóa Trước đến giờ tôi nghĩ là tầm 30 triệu đổ lại một khóa là cũng thuộc vào dạng gọi là lấy đắt rồi đấy Mà bây giờ 120 triệu một khóa thì không là hiểu kiểu gì Mà đây là dạy chứng khoán Mà chứng khoán thì ai nói trước được điều gì đúng không? Không ai nói trước được điều gì trong đầu tư chứng khoán cả Mà người ta dám thu 120 triệu Mà ông này cũng dám đóng 120 triệu Thì phải nói là cũng nhiều thức, nhiều tiền thì Nhiều tiền như vậy thì thường thường người ta sẽ đầu tư khoảng tầm 1 đến 2 tỷ đúng không? Ít nhất là 1 đến 2 tỷ, không không thì vài tỷ. Mà đã đầu tư với số tiền lớn như vậy thì khẳng định luôn là phải đầu tư những mã blue chip, những cái mã có lượng thanh khoản cực kỳ lớn thì mới đầu tư được. Nếu mà các ông mà đầu tư số lượng tiền nhiều mà các ông đầu tư mấy cái mã nhỏ 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 mà thanh khoản thấp là các ông dễ bị mất tiền nhiều đấy. Nên dễ bị thao túng. Còn khả năng nhiều tiền thì cứ vào VN30 Hoặc là những cái mã ngoài VN30 có lượng thanh khoản cao Như kiểu là HSG đấy, kiểu VND, kiểu vậy Nói chung là những cái mã có lượng thanh khoản cao Và lượng nhà đầu tư quan tâm lớn thì mới đầu tư được Còn số tiền lớn đầu tư những mã nhỏ rất là khó Phải khẳng định luôn là rất là khó Đấy, thì 120 triệu không đem lại được một cái giá trị gì cho người ta Đây, một Bài học rất là dã man, nhờ 120 triệu một người 30 người là 3, 3 tỷ 6 Kiếm tiền quá dễ nhỉ Dễ thật Thế thì người ta đầu tư chứng khoán làm gì Những cái thầy đấy thì người ta đầu tư làm gì Mà đã không đầu tư chứng khoán thì không bao giờ Không đầu tư thường xuyên nữa Hoặc là không quan sát thị trường thường xuyên thì Không có một tí kinh nghiệm nào Không có một tí gọi là phân tích gì Bởi vì là người ta sẽ có một cái Suy nghĩ là Phân tích theo cái Lâm từ 2020 đổ lại cái lượng thanh khoản nó vẫn còn thấp các bạn hiểu đấy thì là người ta cứ phân tích theo cái ngưỡng đấy thì người ta ở uh, sẽ vai đầu vai rồi ừ, nó không lên được 1.200 đâu ngưỡng càng cự đấy lớn ừ, nó giảm đến ngưỡng ngày chạm vùng này vùng kia rồi bắt đầu sẽ đâm xuống mà các ông lại bỏ qua cái vấn đề gọi là thị trường thế giới thị trường chung nền kinh tế Việt Nam nhà đầu tư đang tham gia vào nhiều nước thanh khoản các ông bỏ qua những cái vấn đề đấy là các ông giờ đúng không tôi thì tôi chả biết là thị trường sẽ đi đến đâu nhưng mà tôi nhìn những cái mã có thể nó sẽ tăng thì tôi khuyến nghị mọi người đầu tư những cái mã nước sóng ở trong nhóm hoặc trong zoom hoặc trên tiktok hoặc trên youtube này đúng không mọi người để ý đấy tôi cũng trả xóa video nào mọi người có thể tham khảo tất cả những cái video mà tôi đã từng đăng mà tôi cũng có thu gì của mọi người đâu thì có lì xì si đây mọi người lì xì si đây thì lập một cái zoom ra cho mọi người vào tham khảo thôi một hai triệu đã được vào rồi sinh viên thì dưới một triệu là cũng được vào rồi vào tham khảo thôi nhưng mà giới hạn sẽ nếu mà lên hai nghìn người thì sẽ thông báo là sẽ không thêm người nữa nhưng mà bây giờ chỉ được mấy trăm thôi Đấy, vào tham khảo đúng không hàng ngày có mã lướt sóng nếu mà thị trường căng quá thì thôi không lướt sóng nữa lợi chốt lời ok đúng không tỷ lệ win cũng là 90% Giai đoạn này thì mình khuyên mọi người win khá nhiều đúng không? FLC, TCH, BOW, FIT Rồi đấy, VGI, AA Nói chung là rất là nhiều mã đang win Còn những cái mã chưa về T3 thì chưa nói đúng không? Chưa về T3 thì chưa nói Rất Những mã như là FRI đấy kiểu thế Những cái mã đấy thì chưa về T3 thì chưa nói được còn anh Vũ thì khuyên cũng thuộc vào dạng 50-50 thì cũng có những mã như LC tăng rất là mạnh, DIG tăng tốt. Còn mấy mã kia thì nó vẫn còn phải xác nhận. Cũng chưa thể nào nói là anh đấy khuyên lỗ được bởi vì là còn nó đang xác nhận bởi vì nó có thể tăng mạnh thì sao, đúng không? Vẫn chưa đến mức để cắt lỗ. Thì đấy thì mình chỉ nói cái vấn đề gọi tại sao người ta có thể bỏ ra 120 triệu mà người ta đi học chứng khoán mà học cái bộ môn gọi là chưa biết là có thể um, win được hay không ví dụ mà bỏ ra tầm 120 triệu mà đi học kinh doanh các thứ mà học các bí quyết kinh doanh hay là học bí quyết uh, đội nhóm đội nhóm thì các thứ đi ok Nhưng mà học bỏ ra 120 triệu đi học chứng khoán thì nói chung là hơi buồn cười nói thật là hơi buồn cười bởi vì chứng khoán không đến mức bỏ cái số lượng tiền quá lớn như vậy mà đi học đầu tư chứng khoán mà cuối cùng đấy kết quả là như thế nào để người ta từ tết đến giờ người ta không dám đầu tư Trước Tết thì bảo là bán Bán là phân tích uh, tâm lý của là nhà đầu tư là trước Tết là bán Bán đi lấy tiền ăn Tết Thì sau Tết thì cuối cùng nó tăng vài cây mạnh luôn Thì bảo là tăng vài cây mạnh thì thôi quá điểm mua rồi Thì đừng có đầu tư nữa Đấy Thì rất là khó hiểu Nha yeah. Đấy xem những ví dụ như kiểu mã Techcombank này thôi Techcombank Techcombank thôi Đấy ví dụ các ông khuyên thì Tết này Thì ta tăng bao nhiêu phần trăm rồi Đây là Tết này 32 Bây giờ là người ta lên 41 rồi Đấy ACB này chẳng hạn ACB ACB đấy Thì cũng tăng từ 26 bây giờ lên 33 rồi Tổng tiền mạnh như này mà người ta Mà mà cũng không cho người ta um, Mua Thì không hiểu kiểu gì các bạn đầu tư nha đây bây giờ mình đang ví dụ nha các bạn đầu tư nha các bạn muốn khi mình khuyến nghị các bạn lúc nào cũng muốn là ngày nào cũng phải xanh nên các bạn không hiểu là đôi khi đỏ nó phải đánh kỹ thuật để đỏ chứ như cái đợt mà mình khuyên con bâu này đúng không thì nó cứ xanh xong lại đỏ xanh rồi lại đỏ rũ đúng không ai cũng bảo là anh ơi con này lình xình quá nặng mông quá con này không anh thấy em em thấy không đẹp đâu thế lọ thế kia thì đến lúc Trần xong bắt đầu là Bảo anh ơi Trần rồi bán đi Ngon quá thì mình bảo giữ đi Sẽ có giá tốt hơn Đúng không? Thì có giá cây thứ hai Trần đấy Thì thao mà bán có gì không? Đúng không? Thì con này bắt đầu rú rú Bắt đầu cái hôm Hôm kia là Mình bắt đầu bảo mọi người mua Đến 13, 15 Đấy Thì bắt đầu bây giờ tăng Tăng hôm qua là tăng 2,6 gì đấy Thì hôm nay giảm thì 0,7 không ăn thua Nhưng mà con này rất đẹp Đúng không? Rũ mình lượng thanh khoản Đội trên này khả năng là bán hết rồi Bán hết mấy cái cây ở gần đây rồi Thì khả năng con này bứt rất là mạnh Con bầu này nhá Mọi người chú ý con bầu đấy nhá Mạnh Đấy, vấn đề gọi là chứng khoán thì không thể nói trước được điều gì Mà đi học với giá 120 triệu Thì tôi không hiểu mọi người nghĩ gì 120 triệu 120 triệu mà đầu tư bừa lô chip Mà không phải cái sóng tăng Thì mọi người có thể lỗ rất là nặng Đúng không? Quan trọng là dòng tiền nó có vào không để đầu tư Thì bây giờ là Đấy, À, những cái bạn mà hôm nay rất nhiều bạn nhá. Rất nhiều bạn là lì xì cho mình Mà không để lại số điện thoại nhá. Có mấy bạn đấy ừ, Những bạn mà cảm ơn thì không nói Những cái bạn mà cảm ơn thì Cảm ơn con Techcombank Cảm ơn anh là con giữ Techcombank thì lọ thế kia, con CTG các thứ Cảm ơn giữ thì không nói Những cái bạn đấy thì là cảm ơn rồi Có những cái bạn mà à, à, Em tên là lọ, em tên là kia Em tên là Mai các thứ Cần anh giúp đỡ nhưng mà lại không để lại số điện thoại ờ, ừ, thì đi giúp đỡ kiểu gì không không hiểu giúp đỡ kiểu gì có bạn tên là mai thì xì một triệu rưỡi mà kêu là giúp đỡ các bạn bạn mai thì comment vào đấy nha nếu mà bạn xem được video này thì các bạn comment nhá thì mọi người không hiểu thì mọi người cứ bình luận cả trong uh, tiktok hay youtube mọi người cứ bình luận nhá thì cứ lì xì là được vào thôi nhỉ lì xì là được vào thôi dù vẫn chưa đông lắm vào đi xem thử xem trình độ thế nào đúng không Tôi mong là một tháng này sẽ giúp đỡ được mọi người đấy Một tháng căng thẳng này em vượt mấy 1200 rồi nhà Căng đấy nhỉ Sẽ giúp đỡ, được, đỡ được mọi người đấy Và thậm chí là sẽ có những cái mát ok đúng không Và những cái bạn ở trong Zoom thì đấy có 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 game còn gì Tôi còn hứa còn gì Nếu mà không được thì còn Còn, còn lì xì cho các loại cho các bạn còn gì Đúng không nhỉ? Hôm nay cũng có game Hôm nay là anh Vũ anh tạo game Nhà anh Vũ tạo game xong mình cũng theo Theo game Thế là cũng được lì xì của các bạn Quả đấy là thua game Thì lì xì lại các bạn Nhưng mà được game thì được các bạn lì xì Đúng không? Được tiền lì xì Ok yeah. Thế thôi nha, các bạn không hiểu thì hỏi trên Youtube và Tiktok nha Có vấn đề gì Thế thị trường Thị trường ngày mai khả năng cao là sẽ đánh lên tầm 5 điểm Đầu phiên giảm giảm Xong rồi bắt đầu người ta đánh lên Kiểu như vậy Đó. Nếu mà giảm mạnh quá thì mọi người có thể bắt tay nhá mình nghĩ đây vẫn là một sóng tăng ok đồng tiền lớn vào thôi thì khó có thể làm mà ubo được mà tỷ lệ margin bây giờ vẫn là thấp đúng không thôi nhá hôm nay tâm sự tâm sự cũng khá dài này.